70 người ta là sư cô kìa, 80 vẫn xuất gia này. Xuất gia đây đến ông thầy tổ ấy. Còn người cạo tóc thì cạo cho cô này, cái người chỉ ngủ giới. Còn cái xuất gia chỉ là giấy tờ. Mình chí ấy là ông sẽ nói ông thầy tổ. Ừ. Ai? Ông ấy não rồi, ông biết gì. Cơ hội mình nắm được pháp thầy thông lạc mà pháp là pháp diệt dục rồi. Pháp này ăn con mình không xuất ra mà bây giờ cô bê mình bắt đi xin ăn này mới đúng với hạnh của nó. Kiếp sau nếu mình không thành được không còn tái sinh thì tái sinh vào cái chùa luôn. Tái sinh vào cái chùa mà đi tu luôn. Mà được luôn, không phải quay lại cõi đời mà đẻ con đẻ cái nữa. Cái đấy là như vậy đấy, nó nhân quả mà. Chứ còn bây giờ mình bê cô là cư sĩ nhưng mà bê bình át đi xin ăn thế này là hạnh thánh rồi. Còn bây giờ nếu mà hạnh thánh mà mình không biết nói mình đi thì là khó. Còn bây giờ xuất gia thì chẳng qua chỉ là cái giấy tờ thủ tục thôi. Lấy giới làm đầu mà. Cái giới ông Phật ông lại là thượng lai tỳ kheo, nếu mình đủ giới thì tự mình khoác áo mình đi. Ông tâm tuệ đâu, khoác áo mình đi. À, nếu pháp thường mà ông dễ dãi về phải pháp thường không? Ông bên khất sĩ thì dễ hơn. Khất sĩ này người ta đừng giao bình mát đi xin ăn thì ta không nói gì. Còn bên kia nó thuộc về Hiền Tông. Đấy, quy định Hiền Tông là nó cư đông bếp mà ăn. Đấy là như vậy, gọi cái giấy tờ là tí chứ ông Phật cũng nói là thường nay thì kheo là mình đủ giới. Cứ đủ 10 giới là ai đủ rồi, các cô thừa 10 giới rồi gì nữa. Vậy thì các cô đi xin hàng ngày ăn mấy ông sư 3-40 tuổi hạ, 5-60 tuổi hạ có đi xin ăn đâu. Đúng rồi, nó nhìn khác ngay, áo cư sĩ là nhìn nó khác. Cái đợt nào thì chỗ ông Chí, Minh Chí trả ấy. Anh Chí trả đầy 70-80 này. Hôm qua là ngoái cho con bảo là thầy ơi, con bảo là nó hay còn những thầy đó, còn những con chừng nào có đọc xuất ra chuyện thì báo cho thầy động viên. Thầy Chí nói là động viên thì là con động viên, đó là ý là phải tu, về tu. Thầy nhìn thấy là phải về tu. Về tu thì nên ở chỗ này rồi, về từ đấy đến nay rồi. Ông Minh Chí, ông đồng ý về đây rồi. Hôm trước cô điện rồi biết là tu ở đây khoảng mấy tháng rồi. Ừ. Tu đây là có mấy mà đi tu rồi thì bọn kia nó thấy đi tu rồi nó không còn gọi mẹ nữa. Đúng không? Đấy, phải cắt tóc đi, không có nước mẹ mà bây giờ là chúng nó hiểu hơn rồi. Bây giờ này, ông Minh Tuệ ông đi vậy động để cho người ta thu. Nó biết như vậy rồi, nó để cho mẹ thu. Đứa nào mà không nuôi, không để cho bố mẹ đi tu thì là coi như là mất hiếu. Mà ông Tâm Tuệ ông về nhà có 3 tiếng hồ. Đúng không? Hôm qua ông về nhà có 3 tiếng hồ này. Đấy, có 3 tiếng. Ông đi ngay. Coi như là ông ba cái thứ phòng đó như nói là ông về nhà ông đứng là cửa mà bố mẹ không biết, không vào cửa thì cái giới là đứng mà phải có người chủ ra mời thì thầy đi chung. Đúng rồi. Không có bố mẹ ra mời, thế là thầy đi sang hàng xóm. Đi sang hàng xóm đang nguyện cơm thì cái bà hàng xóm chạy sang gọi bố mẹ của thầy là thầy đi mẹ về đấy. Thế là đang ăn cơm nhà tôi. Đúng vào nhà thì có người mời đấy. Có người mời mới không thì cứ đứng tu sĩ vậy. Và thầy đó là đến mà kêu bằng cái gì mà gia chủ thì nó không mời, thầy lại đi. Nó có đứng còn mấy phút là con thấy bố mẹ đang ngồi. Thầy lại sang chỗ. Xong rồi sang đấy mới kêu thì ông bảo là bố mẹ cứ về đi, con cơm xong con sẽ về. Thì về đâu có 3 tiếng. Căn bản là nói cô này này là cô phải ấy, cô là phải đột phá. Cô phải cạo tóc xuống xương da đi. Thì coi cái bọn kia nó không có ái gì nữa, nó không no nữa. Mẹ đi đâu vậy mẹ?
lúc này mẹ như vậy không mong mỏi nữa. Nó biết là vừa qua này là truyền thông nó làm cho ông Minh Tuệ biết rồi. Ông ấy về nhà có một tí thì ông đi luôn đây này. Vâng. Lớn hòa thượng mà thiết vậy nhưng mà mấy chục năm tu nhưng mà giới không có, mười giới sao gì không còn này, này cao cái gì làm cái gì, cái người hiểu cơ, thấy người hiểu cơ pháp à, đúng rồi. Lấy giới làm thầy. Cô cứ giữ cái hạnh thánh hạnh này để tự nó tới rồi, tự từ trường nó sắp tới đây, nó may lắm. Nãy sư đi tu mà xuất gia đi nhá, xong rồi là đi thọ giới hai giới tỳ kheo sa di tỳ kheo, chả mất đồng xu nào, họ còn cho thêm tiền, cái tiền lấy về đưa thầy đỏ đấy, mình không cầm đâu. Bây giờ chưa biết lấy tiền đâu. Có mấy ông kia này ông ấy sời tiền hết, giữ lại hết. Vì vừa qua thì 70-80 người ta vẫn xuất gia mà. Không, vẫn thọ giới mà giới không có giới phụ trợ. Cái chùa đấy rồi, nhưng mà bên đây có đâu, bên ông này làm gì cái chùa xây đã có gì đâu, đã được công nhận đâu. Thầy không có gì, chứ có gì, thầy chỉ là xuất ra cái chùa cho mình thôi, không có giấy tờ mà muốn, em muốn là xuất ra cuối năm này này là về Bắc Tường chỉ 7 tháng rồi mà Tết xong là xuất ra cái thôi, là có giấy tờ đàng hoàng. Ừ, có khi đó. Ừ, thầy hỏi ở đây mấy tháng nhé. À, nó mấy tháng chứ thầy biết được chứ, thầy biết được như thầy không biết được. Điều yêu ở nhà đấy, nó nhìn nó không gọi mẹ nữa, với bà nội bà ngoại nữa, khỏi quan tâm nữa. Ra tu hành giữ gìn giới luật. Nó làm cho mình nhớ hơn nhé. Lúc nào mình có ý thức hơn, ấy mình có cái đạo đức hơn. Lúc nào nhìn lại cái đầu của mình đã thấy người xuất gia nó khác với người đời ở giai đoạn đấy, nó ngàn mình hơn.